Top 10 phim hoa ngữ được bình chọn hay nhất 2022. Đối với bạn, đâu là bộ phim hoa ngữ hay nhất trong năm 2022 này? Còn chúng tôi thì thực sự rất khó chọn vì năm nay có quá nhiều tác phẩm chất lượng, trải đều từ đầu năm tới cuối năm. Nếu như bạn còn phân vân không biết chọn phim nào mới phải, vậy thì hãy cùng chúng tôi điểm qua bảng xếp hạng phim hoa ngữ hay nhất 2022 do cộng đồng mạng sử trung bình chọn nhé, để xem có hợp ý bạn hay không. Bốn thứ hạng từ 10 tới 7, nơi nơi là các bộ phim Cảnh sát Vinh Sự, Khai đoan, Thanh Khanh Nhật Thường và Hồ Đồng. Các tác phẩm này có thể coi là những hắc mã trong năm nay, khi ban đầu chúng không được khán giả đặt kỳ vọng quá nhiều, vì vốn đầu tư của dự án chỉ tầm trung, cũng như không có sự góp mặt của ngôi sao đỉnh nêu nào cả. Chính vì kịch bản hấp dẫn cũng như kỹ năng diễn xuất ổn áp của Sean đã tạo nên sức hấp dẫn cho những tác phẩm này. Kịch bản nói về vòng nạp thời gian khi nội dung lặp đi lặp lại với một khung cảnh và có chuyện trùng lặp rất nhiều, thế nhưng cách diễn giải cũng như cô truyết ở cuối phim chính là những thỏi nam châm khiến khán giả không thể rời mắt. Hắc Mã thực sự trong năm nay chính Na Khanh Khanh nhận thường khi đánh bại hai bộ phim nặng ký Thắp sáng anh sưởi ấm em và định luật tình yêu 80 trên 20 để dẫn đầu lượt xem ở thời điểm phát sóng. Một bộ phim quy tụ đủ mọi yếu tố có ngọt có ngược, lại hài hước đưa người xem đến mọi cung bậc cảm xúc. Hai vị trí tiếp theo thứ sáu và thứ năm thuộc về hai tác phẩm của nàng tiểu hoa Triệu Lợi Dĩnh, Hạnh phúc đến vạn gia và gió thổi bán hạ. Cả hai bộ phim này được xem là cổ truyền hình tượng của nữ diễn viên sang phải thực lực, được khán giả mong chờ và đặt hy vọng rất nhiều. Kết quả cuối cùng thì lệ dĩnh không phụ lòng những người đã tin tưởng cô. Những tác phẩm này đều đạt được thành công cả về mặt thương mại, lẫn đánh giá cao chất lượng từ công chúng. Thật bất ngờ khi Thương Lan Quyết tạo được tiếng vang lớn, trong năm nay lại chẳng thể chen chân vào top 3, chỉ dừng lại ở hạng 4 mà thôi. Tuy rằng kịch bản của Thương Lan Quyết chẳng mới mẻ, tóm lại cũng là bộ phim truyền hình huyền nguyện hôn tình. Nhưng nhờ cách xây dựng hình tượng nhân vật cùng chemistry bùng cháy của đôi chỉnh Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân đã khiến dân tình phát cuồng với bộ phim. Danh giới cuối cùng là tác phẩm khiến chúng tôi bất ngờ nhất khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành lấy vị trí thứ ba. Có lẽ bộ phim này không nổi ở Việt Nam nên ít khán giả biết tới nó, nhưng quả thực xét về chất lượng nội dung thì danh giới cuối cùng đã hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng cao như vậy. Bộ phim dựa trên nhiều sự kiện có thật với câu chuyện hấp dẫn sát so với thực tế, lại đầy tính nhân văn, thỉnh thoảng có pha một chút sự hài hước. Vị trí Á à quân thuộc về tinh hạt sản nạn và thứ hạng này chẳng có gì phải bàn cãi khi đây là một trong những bộ phim hay nhất mùa hè năm nay. Phim được đánh giá cao về mặt chất lượng với điểm đa ban, tăng từ 7,4 đến 7,7. Trên phương diện thương mại thì tác phẩm cũng đạt được những thành tích cực kỳ ấn tượng. Kịch bản chặt chẽ và đầy cảm xúc tuyến tình cảm trong phim được triển khai rất tốt, cách thể hiện nội dung cho thấy trình độ đạo diễn cùng với sự diễn giải nhân vật của Ngô lợi và Lộ Tư chẳng thể chê vào đâu được. Tất cả đã hòa quyện tạo ra một bộ phim cổ trang điểm mười cho chất lượng. Quán quân của bảng xếp hạng này thuộc về Du Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Có lẽ nhiều người sẽ ngỡ ngàng, thắc mắc vì sao một bộ phim không quá ấn tượng về mặt nội dung lại giành được vị trí cao nhất trong danh sách phim hóa ngữ hay nhất năm nay. Chúng tôi xin nhắc lại đây là cuộc bình chọn của khán giả xứ chung. Với lượng fan đông đảo của Tiêu Chiến và Dương Tử, thì chúng tôi nghĩ kết quả này cũng không có gì đáng bất ngờ. Dù vậy, khách quan mà nói Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn vẫn là một tác phẩm ấn tượng trong thể loại phim ngôn tình. Ngoại hình của hai diễn viên trình bắt mắt, chemistry mấy chi ngọt ngào và lãng mạn, nội dung truyền tải được thông điệp chứ chẳng phải vì đề tài ngôn tình mà kịch bản trở nên xảo rỗng và đẻ nhạt. Chi tiết bảng xếp hạng phim hoa ngữ hay nhất được cộng đồng mạng sử trung bình chọn như sau. Thứ nhất, Du Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, 376.823 phiếu. Thứ hai, Tinh Hàn Sán Lạn, 67.755 phiếu. Thứ ba, danh giới cuối cùng, 66.708 phiếu. Thứ tư, Thương Loan Quyết, 63.666 phiếu. Thứ năm, Gió Thổi Bán Hạ, 40.749 phiếu. Thứ sáu, Hạnh Phúc Đến Bạn Gia,